Xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ phân tích cho anh em là những cái điểm viên ở trong cái ông bộ môn tài xỉu hiện nay ấy, thì những cái điểm viên đấy anh em có thể là soi được những gì, đúng không? Thì trong cái lịch sử viên thì nó có những con số ví dụ như là đó là chạy cầu là 12 này, 13 này, 11 và chỉ 10 đúng không? Có thể là 8 đấy luôn. Đấy, trong cầu 33 này tại sao nó lại chạy ra được cầu 33 này, nó có liên quan gì đấy nhá? Thì trong vừa mình sẽ soi ví dụ 12 này, như con bài 13 này đúng không? Là do là đây là cái bộ đôi của nó ra rất là nhiều, thì 12, 13 không có thiếu được 11 rồi. Đấy, sau đó thì là vậy sao nó chạy có 3 với những chỉ 9, chỉ 10 thì không được thiếu được 9, 8 và còn kép 10 nữa đúng không? Trong trường hợp này thì anh em có thể làm bắt thêm có 3, 8 là anh em sẽ lên được có tài vừa là tài 14 chẳng hạn đúng không? Thì em sẽ làm lên được có tài 11 nữa và để cầu được con chỉ 7 đấy nhé. Tại vì sao 14 lại xuống nếu có tài 11 được? Bởi vì là 14 này và cái điểm sau cầu 8 sau tiếng xỉu 8 thì 14 này ra rồi còn 11 nữa thì 11 này nó sẽ chỉ là cái điểm ra để cho kết thúc của cái điểm cầu 33 thôi chứ không được có 33 ở đây là như nhé. Cái điểm 11 nó sẽ leo lên con xỉu 7, khi mà 11 lên xỉu 7 thì nó thuộc cái dạng là của 11 rồi, thì 7 chất lượng của nó thì nó lại ở cái trong tài 13 chưa? 13 là thì nó lại có thể xuống con xỉu 8 để chạy cầu 1, 8 này thì lên tài 12 đấy, để nó biết cái chưa, để biết cầu cái chưa thì mình soi lại từ chỗ này đi. Đây là một con số 7 thì đó là xỉu, tức là tiếng Anh sẽ làm gậy gậy cầu thế nào nhá. Hoặc là nếu còn đây là một cái điểm tài chẳng hạn như tài 13 chứ phải là 7 đây thì vậy cái điểm tài nó rất là lâu, rất là không được gậy nhá, thì nó phải bị xỉu thì nó gậy xỉu được, đúng không? Vì trong cái cầu này mình soi thì nó có thể là cân đối được từ cả điểm ở trên của khoảng hai cửa là 25-25 thì nó gọi là cân bằng nhau, nó có thể là 27-23 cũng được chứ đừng có 30 và 20 thì nó áp dụng được cái kết soi như vào đâu. 12-15 thì nó cũng có thể là chạy thêm điểm tài nữa, có thể là tài 11 đó là 14 đúng không? Ok, tiếp tục anh em này, thì cái con tài 14 ở đây nhé. Vậy thì đây theo dạng cầu bình 12, 15, 14 thì thông thường ở các dạng cầu bình này thì có thể bắt tiếp là một con tài 16 nữa luôn được luôn này. Bởi vì là trong cái cầu 11 này thì sau cầu 1 thì mình hay bắt cầu bình, hoặc là sau cầu bình thì hay mình hay bắt cầu 1 hoặc là cầu 1, 2, 1. Trong cái trường hợp này thì nó hay xảy ra rất là nhiều, nó chỉ 10 vì giáo xuống chỉ 10, 10 để chạy lên con tài 11 còn 11 để tầm 12 thì 121 em nhớ cho mình là sau cái cầu bình này nó chỉ có chạy được là cầu 11 này và cầu 121 anh em nhé, không có cầu 22 ngày xưa nữa. Bởi vì là ngày xưa trong cái cầu ngày xưa nó hay ra là mình hay chỉ như là cầu bịt tài sau đó là cầu bịt xỉu này, nó hay chạy như thế luôn. Nhưng bây giờ rất là khó cái trường hợp để nó xảy ra nhá, nó hiếm thôi, rất là hiếm. Trăm tay thì mình có một tay như thế, mình có một cầu như thế đúng không? Đấy, thì miễn làm sao mà khác ở cái điểm cầu trước ấy. Ví dụ trước cái cầu bình tài là cầu 1 rồi thì sau cầu bình tài thì nó là phải là cầu 121 hoặc là cầu 212 đúng không? Đấy, thì anh em nhớ được cho mình, nếu mà trước cái cầu bình tài đấy là cầu 121 thì sau cầu bình tài thì nó là cầu 11 thôi, rất là đơn giản để nhận dạng được cái cầu ở trong cái bộ môn tài xỉu bây giờ hiện nay nó phổ thông như vậy. Rồi thì mình hiện tại mình đang nói về những con game bài đổi thưởng, chứ còn những con game ví dụ như là game ngày xưa có cổ ngày xưa thì những con đấy thì trong cái cầu này thì áp dụng vào nó cũng không hợp lý cho mấy. Nên là vì thế thì anh em nên lựa chọn những con game bài đổi thưởng lớn như bây giờ như con 68 chẳng hạn, thì anh em chơi những con đấy thì mình cảm thấy là phù hợp hơn. Và mình đang lấy những cái thông tin là lấy dữ liệu chính xác từ những con game bài đổi thưởng nó ra đây để cho anh em sẽ so sánh và sẽ soi sẽ dễ hơn. Ok, tiếp tục ví dụ như ở trong trường hợp này nó xảy ra là 10 thì nó lên tài 11, 11 là xuống làm bỏ lên tài 12 nữa thì đây nó đang chạy cầu 121 đúng không? Thì anh em có thể phân tích ví dụ như ở đây đang là 26 và đây 24 thì anh em phát hiện đây sẽ có thể là con gì 12 xuống con gì 9 này. Đấy, thì tiếp tục anh em phải có một con tài 13 luôn nhé, bởi vì là
đây là chỉ còn 1, 2, 1 rồi, đúng không? Vì những cái đây là những cái bước mà mình soi ở những con số, ở những cái điểm viên đấy, mình thấy cực kỳ là chuẩn và chính xác. Và tiếp tục, nếu như mà trong trường hợp này anh em muốn đi trong cái mức vốn và ổn định, thì ví dụ mình sẽ lấy mức vốn là 10 củ đi đấy, 10 củ đi, thì mình sẽ suy ra 10 củ này mình sẽ đi là mỗi tay là 2M đấy, mình chỉ cần là 5 tay thôi đấy, chỉ cần là 5 tay là mình đã có thể là chốt được rồi anh em nhé. Đấy là gọi là chơi cái chân nhanh gọn. Còn nếu mà với cái mức vốn 10 củ mà mình đi chơi nhiều tay thì mình sẽ đi 1 mét vào tay, đúng không? Thì anh em vẫn là có mức lãi như thế, mức lời như thế, nhưng mà anh em sẽ được chơi là với tầm 10 tay. Trong cái cầu so này anh em bắt được đây, nhưng kể 20 tay thì anh vẫn có thể chơi được, tại vì 500k một tay vẫn có thể là ok được. Và tiếp tục, nếu như mà anh em muốn đi theo kiểu đất thiết thì anh sẽ đi là sử dụng tay 1 này, 1 tay này, 1 mét này, tay sau 2 mét này, đó, tay 3 mét này, anh em lại quay lại từ đầu 1 mét tiếp là 2 mét tiếp và 3 mét tiếp, cứ thế thôi. Đấy là cái bước đi vốn gọi là theo như kiểu là gấp đấy, đúng không? Tay 1 nếu dụ đen gãy chẳng hạn thì tay thứ 2 gỡ, nếu mà tay thứ 2 đen gãy thì tay thứ 3 gỡ hết là hai tay trước, được chưa? Đấy, bắt đầu đấy ngay là mình bắt đầu là nhẹ từ đầu, đúng tiếp thì là hút, đúng tiếp là hút, đúng tiếp là hút đấy. Thế là vì thế, còn đây chỉ là một cái cách đi vốn để khi mà anh em phát hiện những sai thì để sửa được em nhá. Còn đây là công thức soi từ sự viên của mình đấy, có thể được khoảng từ 95%, có thể lên đến là 99% luôn em ạ, bởi vì là mình chơi mình áp dụng khá là thành công từ công thức này rồi. Là vì thế em nên lựa chọn những con game bài đổi thưởng để tăng cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn những con game cổ ngày xưa em nhá. Đấy, thì em cứ chỉ cần là soi chuẩn cái điểm viên như mình chỉ đây là được, không cần là phải tính toán gì nhiều cho đau đầu nữa. Ok, thì anh em hãy tham khảo công thức này và áp dụng một cách thành công nhá. Chào tất cả anh em và người ba anh em nhá.